Hello mọi người, chắc Kiệt vừa về tới nhà luôn. Bây giờ cũng đã gần 11 giờ đêm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay phải quay clip này để bật mí với mọi người. Hôm nay thì chắc Kiệt vừa đi tham dự một cái sự kiện về. Thì được một người anh, trước khi mà ra về á, thì được một người anh kêu Kiệt lại và tặng cho Kiệt một chiếc vòng. Mọi người thấy đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc vòng phong thủy về sức khỏe. Và đây cũng là một chiếc vòng mẫu mới luôn, hoàn toàn là mới luôn nha mọi người, chưa có bán ra thị trường luôn. Và chiếc vòng này có giá là 14 triệu. Chiếc vòng này có giá là 14 triệu. Và Chất Kiệt cũng xin được cảm ơn một người anh, đó là doanh nhân Đào Việt Trung, đã dành cho Chất Kiệt một chiếc vòng như thế này. Và nếu như quý vị nào mà đang gặp những cái vấn đề về sức khỏe, về tâm linh, hay là công việc mình không được suôn sẻ, thì quý vị có thể liên hệ với anh Đào Việt Trung để anh có thể tư vấn cho mọi người về chiếc vòng này. Và Chất Kiệt nói là đây đây là một chiếc vòng đặc biệt. Bởi vì sao nó đặc biệt? Bởi vì nó được tinh luyện và hình như là được tích điện vô cái vòng này luôn đó mọi người. Đó, đây là một chiếc vòng rất là đẹp luôn nè, mọi người thấy không, đa sắc rất đẹp, tốt cho phong thủy. Quý vị nào mà đang bị những vấn đề gọi là sức khỏe nè, rồi về tâm linh nè, hay là vấn đề làm ăn khác, hay là những đối tác khác, hoặc là những người ta lừa gạt mình đó, thì mình đeo chiếc vòng này vô thì nó sẽ có nhiều cái tích cực, nó có một cái gì đó, một cái nguồn năng lượng cho cơ thể của mình, bảo vệ sức khỏe của mình, bảo vệ những thứ mà gọi là tà chú á mọi người. Đó, đây là một chiếc vòng rất là đẹp luôn. Và Trấn Kiệt xin được cảm ơn anh trai Đào Việt Trung đã dành tặng cho Trấn Kiệt chiếc vòng đặc biệt như thế này. Tối nay không ngủ được luôn á quý vị. Đó. Và cảm ơn anh. Trong chiếc vòng rất là đẹp luôn. Thành ra Trấn Kiệt tranh thủ chạy về thật là nhanh để mà quay lại cái clip này để mà chia sẻ và bật mí cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Nếu như mọi người đang gặp những cái vấn đề như là về tâm linh hay là vân vân và mây mây gì đó, thì mọi người có thể là liên hệ anh Đào Việt Trung để tư vấn, để cho mình sở hữu một chiếc vòng phong thủy như thế này, rất là đẹp luôn. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Còn bây giờ đi ngủ nè, tẩy trang đi ngủ.